Xin chào cả nhà, hôm nay Yến giới thiệu cả nhà bộ iTunes của bộ sách Supermind. Thì bộ này nó có từ level starter cho đến level 6. Thì chúng ta có thể áp dụng cho cấp độ tiểu học, mình có thể dùng từ cấp độ level 1 đến 5. Thì hôm nay mình giới thiệu với cả nhà về tính năng của bộ iTunes. Pen, rubber, pencil. Đây là những cái phần mà đọc từ của những từ vựng riêng biệt. Trên iTunes này là gồm có những cái tính năng như là âm thanh, video, thanh công cụ và cả trên sách SP và Word B. Thì mình có thể áp dụng để giảng dạy cho học sinh ở trên TV kết hợp với laptop hoặc là bảng tương tác rất là hữu ích. Và trên đây mình có thể vừa làm vừa check đáp án được luôn. Trên đây có những cái hình flashcard và cả những cái video về câu chuyện theo dạng 3D cũng rất là hay, và về những cái hoạt động trong lớp cũng như là hoạt động ứng xử của học sinh. Pass me the box, please. Watch out! Oh! Oh! I'm sorry. It's okay. Mom! My notebook. Here you are. Các nhân vật ở trong bộ sách Supermind này rất là thu hút học sinh, bởi vì các nhân vật có những cái phép thuật riêng biệt, và bộ này thì rất là thích hợp cho các bạn ở độ tuổi tiểu học ở những trung tâm lớn. Bộ này thì nó chuyên về bốn kỹ năng nghe nói đọc viết, và ở khu vực Hà Nội cũng đang dạy rất là rầm rộ bộ này, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Bộ này mình có thể kết hợp với bộ Supermind mầm non cũng rất là hay. What's your name? Alex. That's a nice name. What's your name? Fiona. How old are you? I'm seven. How old are you? I'm seven. Is it your pen? Yes. Desk is a mess. Chúng ta có thể mở iTunes trên cả sách Student Book lẫn sách Activity Book, và mình có thể làm trên đây để kiểm tra đáp án luôn. Và check đáp án tại chỗ như thế này. Thì bộ này mình có thể mua về, phụ huynh có thể kèm con hoặc là các bạn học sinh có thể tự học ở nhà cũng được. What's this?
Ngoài ra thì mình có thể dùng bộ này để dùng bộ game của nó để giảng dạy kết hợp với lại bộ iTunes. Superminds 1. Mình có thể đặt tên tùy ý, tên học sinh hoặc tên giáo viên cũng được. At school. Ở trong mỗi unit bài thì nó có rất là nhiều hoạt động, trò chơi, bài hát, câu chuyện, hát karaoke. Spinning. Trò chơi thì cũng khá rất là vui. Listen. Mình có and thể click. Dùng trò chơi này để chia nhóm. Pencil. Chia đội để chơi hoặc dùng máy tương tác cũng rất là hay. Pencil. Rubber. Rubber. Vì mỗi lần câu trả lời đúng desk sẽ có những cái ngôi sao trên đây nè. Listen and click. What's this? It's a pen. What's this? It's a notebook. Listen, sing, and record. What's this? Listen and pop the balloons. Close your bag, please. Close your bag, please. Sit at your desk, please. Listen, sing, and listen and watch. Choose and click. Pass me the box, please. Listen, watch, and record. What's your name? Alex. That's a nice name. What's your name? Fiona. How old are you? I'm 7. How old are you? I'm 7. Is it your pen? Yes, the desk is a mess. Listen and find the colours. Red, orange, green, pet show.